Năm con giáp bứt phá đổi vận, chạm đỉnh giàu sang, vượng phát tài lộc. Đúng 3 ngày tới, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngay khi chúng ta gặp nhau trong giây phút này đây thì tôi chắc chắn rằng điều quý vị đang mong muốn là trở nên giàu có, sung túc, đầy đủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ giàu và làm giàu thành công một cách nhanh chóng được. Tất cả mọi sự thành bại thì đều phải đánh đổi bằng cả cái mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả bằng máu nữa thì mới có thể gặt hái được những cái thành công. Và các bậc thầy tử vi cũng như là các nhà chiêm tinh học cũng có dự đoán, trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp đã phải trải qua khổ cực trong suốt thời gian vừa qua. Và cái việc xem tử vi cũng là một trong những cái việc rất quan trọng để từ đó chúng ta biết được cái vận mệnh, cái vận trình của mình sẽ ra sao và đâu là cái vận may cần nắm bắt, cũng như là đâu là cái vận xui mà để chúng ta phải tránh. Để từ đó sẽ giúp bảo toàn được cái tài lộc, sức khỏe cho chính mình cũng như là mọi người trong gia đình. Biết được điều này nên là trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng rất hoan hỉ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của 5 con giáp may mắn đúng vào 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm cái lá số của mình và có được những cái bước đi chính xác, đúng đắn để quý vị có thể nắm bắt đến cái cơ hội gia tăng thêm cái tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thì không chỉ những người làm công ăn lương mà những người kinh doanh buôn bán tuổi Tỵ cũng sẽ có được nhiều cái may mắn trên con đường tìm kiếm cái tài lộc cho mình. Số tiền mà các bạn nhận được trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn xứng đáng với những cái công sức lao động mà các bạn đã bỏ ra, khiến cho những kẻ dù không ưa các bạn thì cũng phải ngưỡng mộ và không tìm được cái cớ gì để hạ bệ các bạn. Trong cái thời điểm này thì bản mệnh không để mình bị bó buộc bởi những cái quy định cứng chắc nữa, bởi các bạn biết rằng nếu mà cứ mãi như vậy thì cũng sẽ dậm chân tại chỗ và sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Những người tuổi Tỵ trong thời gian này dám đứng ra đổi mới, mở ra một cái lối đi riêng, dù hơi mạo hiểm một chút và thậm chí là không được ai ủng hộ, nhưng mà các bạn biết rằng những người thành công thì đều có cái lối đi riêng đấy, và sẽ mang đến cho mình những cái thành công rực rỡ hơn, kết quả khổng lồ hơn. Và quả nhiên là vậy, cái sự cố gắng không ngừng nghỉ cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái quả ngọt lớn lao hơn nữa. Thêm nữa, trong 3 ngày tới thứ 6, thứ 7, chủ nhật này thì cái tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ cũng được khởi sắc rực rỡ. Thậm chí là các bạn còn nhận được những cái thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư từ trước đó. Nhìn chung ấy thì những người tuổi Tỵ cũng không gặp phải cái khó khăn nào về vận trình tiền bạc. Bên cạnh đó, nhờ được tài tinh nó chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, cũng như là nhờ vào cái sự linh hoạt và nhạy bén của mình, nên là những người tuổi Tỵ cũng nhanh tay nắm bắt được những cái cơ hội phát tài phát lộc, đem lại cho các bạn một cái khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay thì những người tuổi Tỵ cũng đừng có dùng nó để xoa dịu những cái tổn thương của mình ở trước đó, vì sau đó các bạn lại gì vừa cảm thấy mất tiền và lại cảm thấy là buồn bực hơn mà thôi. Thực ra ấy, thì những cái thành quả mà các bạn nhận được là nhờ vào những cái nỗ lực của các bạn trong quá khứ. Các bạn rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng cái nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để thúc đẩy nó mang về cái trái ngọt cho các bạn. Chính cái điều này cũng làm cho các bạn cần phải suy ngẫm nhiều hơn. Các bạn nhận ra mình cũng đã làm được nhiều cái việc hay ho. Điều đó cũng động viên cho những người tuổi Tỵ rất nhiều để lấy lại được cái tinh thần, lấy lại được cái sự hứng thú trong công việc và giải tỏa được cái cảm giác nhàm chán trong tâm trí. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9019 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ nhé. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ.
Kính thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 6, thứ 7, chủ nhật, tức là từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 âm lịch ấy, thì con đường tài lộc của những người tuổi Ngọ lại cực kỳ hanh thông. Đấy, nhờ có tinh thần làm việc chăm chỉ, quyết tâm, không ngại khó, không ngại khổ, nên dù làm ở trong cái lĩnh vực gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng có thể gặt hái được những cái thành quả, được những cái thành công xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Nói chung ấy, với những người làm công ăn lương trong 3 ngày cuối tuần này, thì các bạn có thể được tăng lương, tăng thưởng và nhận được một cái khoản tiền xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra và có được những cái thành tựu vượt bậc mà mình đạt được. Nói chung ấy, trong thời gian này thì các bạn cần dành thêm thời gian cho các công việc làm thêm, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ thu về một khoản cực kỳ là khả quan, thậm chí có thể cải thiện được cái cuộc sống của mình, bứt phá, trở nên giàu có, sung túc hơn người. Bên cạnh đó thì những người làm ăn kinh doanh cũng không còn phụ thuộc, dễ nghe theo những cái ý kiến của những người có đầu óc minh mẫn, sáng suốt. Và các bạn cũng đưa ra được những quyết định chính xác hơn. Các bạn có thể tự tìm được những cái mối làm ăn hoặc là cái quy mô kinh doanh phù hợp với mình, đem về cái túi tiền nó rủng rỉnh. Còn với những người làm công ăn lương thì cũng được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, cũng gì giúp các bạn hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Từ đó cũng khẳng định được cái vị thế của mình và không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cân nhắc lên những cái vị trí cao hơn hoặc là được tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Công sức các bạn bỏ ra cũng sẽ luôn nhận được cái sự đền đáp xứng đáng. Thưa quý vị, còn với những người tuổi Ngọ, một số người mà đang chuẩn bị thi cử thì cũng sẽ đạt kết quả tốt đấy, và tìm được một cái nơi mà mình gì dừng chân. Các bạn hãy tự tin mà trao đổi, thỏa thuận cái mức lương như mong muốn. Nếu các bạn làm tốt cái việc ấy, thì không có nhà tuyển dụng nào lại keo kiệt trả cho các bạn một mức lương xứng đáng cả. Tuy nhiên, khi bắt tay vào cái việc làm gì thì các bạn cũng cần phải hết sức tập trung. Kể cả những công việc quen thuộc đến mấy ấy, hoặc là quen tay rồi, để tránh xảy ra những sai lầm. Nếu để sai phạm xảy ra thì các bạn dễ phải dùng tiền của mình để đền bù là cái điều không tránh khỏi. Trong thời gian này, 3 ngày cuối tuần này, thì cái việc làm ăn kinh doanh ý, nói chung của những người làm kinh tế thì cũng khá là ổn định. Không có những cái biến động quá lớn, cũng không có cái gọi là cái cơ hội hốt vàng, hốt bạc của thiên hạ sau một đêm. Cái may mắn đến với những người tuổi Ngọ là cái điều đương nhiên. Đấy. Và những người tuổi Ngọ cũng không cần phải đối diện với quá nhiều cái nguy cơ hay là những cái rủi ro nó tiềm tàng. Tự chung lại thì tài chính cân bằng, thu chi thì cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất cũng khá là rủng rỉnh. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ấy, cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ, chậm nhưng mà chắc. Khi cái vị thế của các bạn đã vững trên cái thị trường ấy, thì cái lượng khách hàng kéo đến ngày một đông đúc, tự khắc tiền chảy vào túi ngày một nhiều hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, để mang lại cái vận trình tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Tý thì sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn trên con đường tiền bạc, tài lộc của mình. Các bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ, bản mệnh cũng gặp được cái cơ hội làm ăn tốt, khiến cho nhiều người cũng phải ngưỡng mộ. Với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì cũng là gì? Khá là đạt được những điều cát lành, may mắn. Nguồn tiền thì nó quay vòng đều. Thời điểm này các bạn nên nhanh tay ký kết những cái hợp đồng mà các bạn cảm thấy có giá trị cao. Quý vị hãy cứ tin tưởng vào cái con đường mà mình đã chọn. Các bạn hoàn toàn có thể xứng đáng và trở thành người dẫn đầu cái xu hướng thu về khoản tiền cực nhanh và gấp nhiều lần so với những người khác. Với những người tuổi Tý mà làm công ăn lương ấy, các bạn có khả năng biến cái thách thức thành cái cơ hội để khẳng định cái vị thế của bản thân. Quý vị hãy mạnh dạn nêu lên những cái ý tưởng và bắt tay vào triển khai cái kế hoạch của mình ngay lập tức. Chỉ cần phấn đấu, cấp trên sẽ luôn dành ra cho bạn một cái khoản thưởng nóng hoặc là thậm chí là thăng chức
tăng lương. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Tý cũng chỉ dồn hết cái tâm sức cho cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt cái công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình ấy, thì cũng là điều không tốt. Vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Nếu có thể tìm ra cái giải pháp cân bằng thì sẽ là một cái điều tốt nhất. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn bày tỏ cái quan điểm cá nhân của mình đối với đồng nghiệp trong công việc. Cái điều này cũng sẽ mang lại những cái kết quả bất ngờ cho những người tuổi Tý. Hơn nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là những người tuổi Tý cũng gặp được nhiều cái cơ hội tốt để làm ăn, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn thì cái việc kinh doanh buôn bán cũng khá khẩm. Cái nguồn tiền nó quay vòng đều. Thời điểm này thì các bạn cũng nên nhanh tay ký kết những cái hợp đồng mà các bạn nhận thấy rằng thì có giá trị đối với mình. Và những người tuổi Tý, các bạn cũng cần phải tuyệt đối tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn. Các bạn hoàn toàn có thể trở thành những người dẫn đầu xu hướng, thu về một cái khoản tiền vừa nhanh lại vừa nhiều, gấp nhiều lần so với những người khác. Với những người làm công ăn lương, các bạn có khả năng biến những cái thách thức thành cái cơ hội để khẳng định bản thân. Các bạn hãy mạnh dạn nêu ra những ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch. Chỉ cần phấn đấu thì cấp trên cũng sẽ luôn sẵn sàng dành cho các bạn một cái khoản tiền không hề nhỏ, hoặc là thậm chí được thăng chức tăng lương. Nói chung ấy, trong cái thời điểm này thì những người tuổi Tý đang dì dồn hết tâm huyết cho cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu mà đặt công việc lên trên tình trạng sức khỏe với lại cái tình cảm ấy thì quý vị cũng không nên. Nếu có thể thì quý vị cũng nên tìm cái giải pháp cân bằng hơn là cái việc lên kế hoạch xác định thời gian cho từng việc đó. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Tý bày tỏ cái quan điểm cá nhân của mình đối với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Cái điều này nó cũng mang lại những cái kết quả bất ngờ. Thêm nữa, trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó còn mang đến cho những người tuổi Tý những cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, khiến cho các bạn cảm thấy tự tin hơn trong cái việc ký kết và cùng nhau làm ăn với những cái người phù hợp có chung cái mục tiêu và lý tưởng với mình. Không chỉ thế, cái việc tham gia vào một vài cái hoạt động cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý lấy lại cái năng lượng. Biết đâu các bạn sẽ nhận được cái sức mạnh tiềm ẩn của mình chưa tìm thấy. Lúc này thì những người tuổi Tý cũng sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những cái dự án cá nhân và những cái kế hoạch tài chính. Các bạn sẽ gì cần phải hạn chế cái nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là những cái khoản tiền mà tiết kiệm của các bạn cũng như là gì đầu tư để cho tương lai. Bên cạnh đó thì một vài cơ hội kiếm tiền nó cũng sẽ đến ngay trong thời gian này. Vậy nên đừng cho đi cái tài năng của mình một cách vô ích. Những gì mà các bạn nổi trội cũng có thể kiếm ra tiền. Quý vị đừng xem đó là cái chuyện đương nhiên. Thêm nữa, lại được tài tinh nó soi chiếu, nó chiếu mệnh, nó ghé thăm, nó mang lại cho những người tuổi Tý, nói chung đấy, nhiều cái cơ hội hái ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn thì cũng có những cái ý tưởng hay ho để mà thực hiện. Những người bạn cũng có thể làm bạn, làm ăn trong cái tương lai nếu như mà mọi người có cùng chí hướng. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 không ai khác thì đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu có tình hình tài chính ngày càng ổn định trong cái thời gian tới đây. Nói chung các bạn cũng không bao giờ phải lo nghĩ đến cái chuyện thiếu tiền. Đấy. Những người tuổi Dậu chỉ cần phát huy cái điểm mạnh của mình đúng lúc là hoàn toàn có thể cải thiện túi tiền, cái thu nhập của mình. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy, có thể tin rằng chỉ cần các bạn luôn chăm chỉ, cần cù, chịu khó thì chắc chắn các bạn cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Dậu ấy cũng nên chú trọng trong việc hợp tác với đồng nghiệp, với bạn bè khi mà thực hiện những dự án lớn. Như vậy thì thành công sẽ đến dễ dàng hơn nhiều. Còn với những người làm ăn kinh doanh, mọi việc nó tiến triển khá là ổn định,
khách hàng, đối tác thì cũng không có nhiều cái sự biến động. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ vững cái chữ tín của mình thì không có gì là phải đáng lo lắng cả. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì các bạn có thể học thêm những cái kiến thức mới, mở mang cái tầm nhìn cho mình. Thêm nữa, về phương diện tài lộc thì cũng cho thấy có những cái dấu hiệu được vượng phát tăng tiến, hứa hẹn nhiều tiền bạc rủng rỉnh hơn so với thời gian trước đó. Nhiều cơ hội nó ập đến, vậy nên các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Chắc chắn là cái công lao của các bạn cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Còn với những người mà đang theo đuổi cái con đường sự nghiệp ấy, hoặc là công danh ấy, các bạn cũng gặt hái được cái thành công trong cái công việc, nên là cũng thường được lãnh đạo đánh giá cao. Bên cạnh đó, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và được nhiều cái casting nó soi chiếu, mà những người tuổi Dậu cũng dễ được phân công những cái nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng, mà còn có thể được thăng chức, tăng lương, giúp cho cải thiện cái thu nhập của những người tuổi Dậu. Thêm nữa, lại được quan tinh nó chiếu mệnh, nó cho thấy những người làm lãnh đạo thì thường đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những cái thành tích gặt hái được sẽ giúp cho tập thể thu về không ít cái lợi nhuận. Các bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin và đi theo mình nữa. Trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý đó. Nói chung ấy, do nhiều cát tinh nó hỗ trợ nên là cái chuyện làm ăn buôn bán thì cũng tốt lành lên. Buôn bán thì thu được lời lãi vượt ngoài cái dự kiến. Hơn nữa, các bạn còn là những người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn, giữ chữ tín, nên là cái số lượng khách hàng tin tưởng và đi theo ngày càng đông. Các bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần phải lo lắng đến cái sự cạnh tranh của đối thủ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 3 ngày tới, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 thì những người tuổi Tuất có thu nhập nhìn chung là khá là ổn. Nói chung các khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi hơi vất vả một chút nhưng đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Với những người làm kinh doanh thì khó khăn được tháo gỡ, các bạn nhận được những cái thành quả từ cái công việc cũ đem lại. Ngoài ra thì cái việc buôn bán cũng gặp thời. Lại các bạn có một cái con mắt tinh đời nên là thường đi trước thời đại. Khách hàng thì đông đúc, một vốn thì bốn lời. Còn với những người làm công ăn lương, các bạn cũng nhận được cái sự cất nhắc của cấp trên. Đôi khi hơi vất vả một chút, song cái công sức của các bạn cũng được gì trả giá một cách xứng đáng. Tuy nhiên trong thời gian này thì cái tài lộc đôi khi nó có hao tài một chút, do chủ yếu quý vị dùng vào cái công việc như là trọng đại như mua nhà, mua xe, sửa sang nhà cửa, hoặc là mua thêm những cái vật dụng quan trọng cho gia đình. Các bạn cũng cần phải cân đối lại cái khoản chi tiêu để cho nó cân bằng. Cái khoản tiền đầu tư thì cũng nên để cho nó gì để ra tiền nhiều hơn. Thêm nữa, những người tuổi Tuất trong 3 ngày tới thì lại được cát tinh nó che chở, nó chống lại những cái tác động xấu của hung tinh, nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất cũng đang suôn sẻ hơn rất nhiều so với cái thời gian trước đó. Các bạn không chỉ thoát khỏi cái tình trạng khó khăn mà còn dư giả với cái kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền một cách khôn ngoan. Nói chung những cái thành quả lao động của những người tuổi Tuất trong cái thời gian này cũng bắt đầu đổ về đó. Lại được gì thần tài ghé thăm, vậy nên là gì nó hứa hẹn những người tuổi Tuất cũng sẽ có cơ hội có những cái vận may tiền bạc đến với mình. Các bạn có thể không cần phải hao tâm khổ tứ mà gì tiền bạc thì cứ vẫn đẩy tay. Sự thật là những người tuổi Tuất rất chăm chỉ trong cái công việc tìm kiếm cái thu nhập mới trong suốt những năm vừa qua. Và bây giờ là cái lúc mà các bạn tìm ra cái hướng đi phù hợp. Nhờ biết rút ra kinh nghiệm mà các bạn có thể kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tuần này. Có thể nói, thời của những người tuổi Tuất đã tới. Do đó, quý vị hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó đang muốn thành lập công ty hay là thành lập đội nhóm
hay là gì muốn mở hàng kinh doanh buôn bán vân vân, thì nói chung ấy quý vị cũng cũng cần phải vất vả hơn một chút để gì để có những cái nguồn vốn nguồn lực hỗ trợ cho cái việc này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đó. Và trong 3 ngày tới, chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó. Tài lộc thì vượng phát, công danh sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Dậu, 5 tuổi Tuất. Đó là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.